Minh xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay thì Minh có mặt tại buổi công chiếu phim Giam Cầm Quỷ Dữ. Và hôm nay thì mọi người đang rất hào hứng để đến và xem cái phim ma với cái tên là nó hơi... Nghe cái tên là hơi sợ rồi. Và hy vọng là vào phim sẽ làm cho mình nhiều cái cảm giác thú vị. Một thể loại kinh dị như thầy Trinh cũng mất muốn được kinh nghiệm. Thì bữa nay Trinh bậm gan, phải là bao nhiêu gan, có bao nhiêu dồn nó hết. Gặp cái tựa thì cũng thấy hấp dẫn, Giam Cầm Quỷ Dữ. Nhưng mà trên hàng chữ sau cái tựa phim là đây, bạn đừng tin vào những gì bạn thấy. Thì Trinh thắc mắc, rất tò mò muốn xem bộ phim Nam Giam Cầm Quỷ Dữ này. Hôm nay Trận Lương được đến xem bộ phim Giam Cầm Quỷ Dữ set in. Và thật sự thì ngay lần đầu tiên khi mà bước vào rạp thấy poster của Giam Cầm Quỷ Dữ là mình đã rất là muốn xem. Bởi vì poster nhìn rất là hay, rất là đáng sợ. Thậm chí là nó khiến cho mình bị ám ảnh. Và đây là một bộ phim có một nữ diễn viên mình rất thích, đó là Naomi Watts. Và mình hy vọng đây là một bộ phim hay, bởi vì mình đã coi trailer từ tối hôm qua rồi. I haven't been sleeping that well. I saw Tom. But everybody's been saying he's dead. No, something is happening. Steven has scratches on his face. Listen to what you're saying. You're talking about ghosts. Hấp dẫn, lôi cuốn từ đầu cho đến cuối. Mình coi, bắt mình theo dõi từng chút. Cái cảm giác mà hù khán giả rất là nhiều. Thì những cái đoạn sau thì mình có mấy đoạn là cảm thấy rất là suýt tim. Em cảm thấy là bộ phim này là đáng được xem, rất là hay và hấp dẫn. Vô cùng là hồi hộp luôn, xem phim mà mình rất là sợ nha. Mình rất là sợ coi phim kinh dị. Mà vấn đề là phim, đúng rồi, nhưng mà phim quá hay. Cho nên là không thể rời mắt khỏi màn ảnh, mà chính vì không thể rời mắt được màn ảnh cho nên là bị giật mình liên tục luôn. Nhưng mà nói chung cái phim kết thúc rất là hay, cho nên là sau khi xem, trong quá trình xem phim thì rất là sợ. Nó hút từ đầu đến đuôi. Khi mà các bạn xem phim là không, đúng rồi, không thể rời mắt khỏi màn ảnh. Nếu như mà các bạn nào mà thích cái dòng phim này thì đảm bảo là bộ phim này sẽ đem đến những cái giây phút mà các bạn cần thiết, đó là rất là sợ hãi giật mình. Em ủng hộ bộ phim Giam Cầm Quỷ Dữ sẽ bắt đầu công chiếu từ ngày 11 tháng 11. Và mong là tất cả các bạn sẽ đến xem phim Giam Cầm Quỷ Dữ được khởi chiếu vào ngày 11 tháng 11. Mọi người hãy đến xem phim Giam Cầm Quỷ Dữ vào ngày 11 tháng 11. Mời các bạn hãy đón xem bộ phim Giam Cầm Quỷ Dữ sẽ ra mắt vào ngày 11 tháng 11 này nha. Chúc các bạn xem phim thật vui vẻ.